Phở Gà Châm ở phố Yên Ninh, Hà Nội đã từ lâu trở thành một quán rất nổi tiếng, quán rất đông thực khách mặc dù giá không hề rẻ, nhưng quán phở rất đặc biệt và nổi tiếng từ lâu đời. Ở Hà Nội có rất nhiều quán phở gà ngon, trong đó quán này là một trong những quán phở gà tuyệt vời ở Hà Nội. Quán rộng rãi, thoáng mát, chỗ để xe thoải mái, nằm ngay mặt đường trung tâm, kết nối với các con phố chính. Đặc biệt gà ở đây là gà ta ngon, và những quán phở gà ngon là những quán chỉ chuyên bán gà mà không bán kèm các loại phở bò hay các loại phở khác. Vì vậy, nước dùng hay các đồ gia vị là chuyên về gà. Nước dùng trong, vị thanh, không có vị của mì chính hay các gia vị nhiều mà chủ yếu là từ xương gà. Gà dai giòn, da giòn, vàng rộm, ăn rất ngon. Bạn có thể gọi phở gà đùi, phở gà cánh, phở lườn, hay gọi các món phở hỗn hợp có thêm cả đùi, cánh, da lưng hay một chút lòng mề và tràng trứng. Ăn phở kèm theo gia vị tiêu, chanh, ớt, cảm giác rất dậy vị, rất ngon, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.